Cách chỉnh sửa từ video ngang thành video dọc các bạn đã biết chưa? Nếu chưa biết cùng làm với mình ha. Rồi, trước tiên thì các bạn tải giùm mình ứng dụng CapCut ha. Rồi, bây giờ mình sẽ vào CapCut nè. Mình sẽ chọn là dự án mới. Ở đây chọn một cái video của các bạn ha. Rồi nhấn vào chữ thêm. Tiếp tục các bạn chọn phần tỷ lệ nè. Ở đây các bạn chọn là 9:16 ha. Rồi các bạn nhấn vào dấu tích nè. Rồi các bạn gạt cái thanh công cụ qua ha. Nhấn vào chữ bản vẽ. Tiếp tục các bạn chọn vào chữ M nè. Ở đây nó có 4 chế độ. 1, 2, 3, 4. Để một chế độ tỉa nha các bạn. Rồi, rất đơn giản ha. Phạm Tâm chia sẻ hết mình. Nhớ like, đăng ký kênh để ủng hộ mình ha.